Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay và ngày mai trên kênh VTV Tiên. Thưa quý vị và các bạn, dưới tác động của đới gió đông đến đông nam từ khối không khí lạnh đang suy yếu lệch đông về phía biển, nên mưa rác ở miền Bắc đang có dấu hiệu giảm dần. Từ hôm nay, miền Bắc tiếp tục với xu hướng tăng nhiệt trở lại, còn miền Bắc Bộ trời khô ráo hơn. Dự báo trong đêm nay và ngày mai, ở khu vực phía đông Bắc Bộ trời vẫn còn có nhiều mây, mưa nhỏ, mưa phùn. Tuy nhiên, nền nhiệt đêm nay có tăng nhẹ, thấp nhất ở khu vực vùng núi phía Bắc tăng lên từ 11 đến 12 độ. Vùng đồng bằng bao gồm cả thủ đô Hà Nội, nhiệt độ tăng lên mức từ 13 đến 16 độ. Sang đến ngày mai, thời tiết có sự phân hóa rõ rệt giữa hai miền. Khu vực phía đông Bắc Bộ chỉ có mưa vào buổi sáng sớm, đến trưa chiều trời khô ráo hơn. Các tỉnh vùng núi và trung du Sài Gòn giảm mây hứng nắng nhẹ, nên nhiệt độ sẽ tăng lên mức từ 17 đến 20 độ. Riêng khu vực phía tây Bắc Bộ, ngày mai trời có nắng sớm, nhiệt độ có thể lên tới 27 độ. Nền nhiệt tại các tỉnh như Lai Châu, Điện Biên hay là Sơn La, Hòa Bình sẽ tăng lên mức từ 25 đến 28 độ. Dự báo từ Chủ nhật tuần này, một đợt không khí lạnh mới tăng cường xuống nước ta, tình trạng rét đậm rét hại tiếp tục xảy ra ở vùng núi phía Bắc. Ảnh hưởng lớn của đợt không khí lạnh này sẽ gây ra một đợt mưa lớn trên diện rộng. Lui xuống khu vực miền Trung, khối không khí lạnh yếu đi, thời tiết miền Trung cũng có chuyển biến tốt nhanh. Nhiệt độ tăng dần từ Bắc vào Nam, từ khu vực Thanh Hóa trở vào cho đến Hà Tĩnh. Từ đêm nay, mưa cũng giảm nhanh. Đêm và sáng sớm, trời rét với nhiệt độ thấp nhất từ 16 đến 19 độ. Dự báo sang đến ngày mai, trời hưởng nắng với nhiệt độ ngày dao động trong khoảng từ 20 đến 23 độ. Khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế cũng có mưa và mưa nhỏ rải rác vào sáng sớm, đến trưa chiều cũng có hứng nắng nhẹ. Nhiệt độ ngày sẽ tăng lên ngưỡng từ 23 đến 26 độ, có nơi cao hơn. Phần từ Đà Nẵng trở vào đến Bình Thuận, trời nắng ráo nên mức nhiệt trong ngày tiếp tục ở ngưỡng cao từ 28 đến 33 độ. Lui xuống khu vực phía Nam, cả hai khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục với thời tiết mùa khô, ngày nắng sớm và kéo dài cho đến chiều muộn, làm cho nhiệt độ ngày ở hai khu vực này đều tăng cao. Ở các tỉnh vùng cao Tây Nguyên với nhiệt độ từ 28 đến 31 độ, có nơi trên 31 độ. Còn với khu vực Nam Bộ, nắng nóng sẽ xuất hiện nhiều với mức nhiệt cao từ 32 đến 35 độ. Điều đáng lưu ý là hai khu vực này về chiều và tối có mưa rào và dông vài nơi. Chuyển sang thời tiết trên biển. Khu vực Bắc, giữa và Nam Biển Đông bao gồm cả vùng biển huyện đảo Hoàng Sa và vùng biển quần đảo Trường Sa có gió đông bắc đều giảm xuống cấp 4, cấp 5 và mưa dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km. Còn tất cả các vùng biển còn lại đều có thời tiết rất tốt, không có nơi nào xuất hiện tình trạng biển động, thời tiết thuận lợi cho việc ra khơi bám biển của bà con ngư dân. Và tiếp theo, ngay sau đây sẽ là phần dự báo thời tiết chi tiết cho các vùng miền trên cả nước trong ngày và đêm mai 12 tháng 2 năm 2022. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Khu vực Hà Nội nhiều mây, sáng và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3, trời rét. Với nhiệt độ thấp nhất từ 14 đến 16 độ, nhiệt độ cao nhất từ 17 đến 20 độ. Sang đến khu vực phía tây Bắc Bộ, nhiều mây có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có mưa, có sương mù, riêng khu Tây Bắc trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ. Trời rét riêng Điện Biên, Lai Châu và Sơn La, sáng sớm và đêm trời rét. Với nhiệt độ thấp nhất từ 13 đến 16 độ, có nơi dưới 12 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 19 đến 22 độ, riêng khu Tây Bắc từ 25 đến 28 độ, có nơi trên 29 độ. Sang đến khu vực phía đông Bắc Bộ, nhiều mây, sáng và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, gió nhẹ, trời rét. Với nhiệt độ thấp nhất từ 13 đến 16 độ, vùng núi có nơi dưới 12 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 17 đến 20 độ, vùng núi có nơi dưới 17 độ. Lưu xuống khu vực Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế. Nhiều mây, phía Bắc có mưa nhỏ rải rác, phía Nam có mưa vài nơi. Sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ. Phía Bắc sáng sớm và đêm trời rét. Với nhiệt độ thấp nhất phía Bắc từ 16 đến 19 độ, phía Nam từ 19 đến 21 độ. Với nhiệt độ cao nhất phía Bắc từ 20 đến 23 độ, phía Nam từ 23 đến 26 độ, có nơi trên 26 độ. Lưu xuống thời tiết khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió đông bắc cấp 2, cấp 3. Với nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 31 độ. Phía Nam có nơi trên 31 độ. Sang đến thời tiết khu vực Tây Nguyên có mây, ngày nắng. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió đông bắc cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 đến 22 độ, có nơi dưới 18 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 31 độ, có nơi trên 31 độ. Lưu xuống khu vực Nam Bộ có mây, ngày nắng. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3. Với nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 35 độ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những bản tin tiếp theo.